Giờ này còn ai chơi mấy động cơ này không các bác? Em về bên em dọn nhà cho nên bây giờ mới thấy cực kỳ nhiều luôn. Còn khoảng 10 thùng như vậy nè. 10 thùng các loại. Em thấy ôm, thấy cái nào chưa có bán được cái gì hết nhưng mà thấy đẹp á, ôm lại. Cứ cố gắng ôm. 1.7A. Cái loại này nè thì mình mót chạy mình không phải mót, tức là trên trên bản thân trên cái rác nó đã có chân chạy trực tiếp nha các bạn. Mình cứ ôm, mình test một cái chạy ok ngon quá cái mình ôm hết. Đổ tiền ra ôm. Cái này cũng vậy nè. Tức là những cái này có chân đét á. Có chân đét này nè. Tất cả đều mình cho chạy trực tiếp ok hết. Chạy rất là ngon nha, êm, này đét. Mình thì ôm nhiều lắm. Cái loại này cũng chân đét. Có chân đét. Còn một loại của cái loại mà nhiều bác đang tìm á. Đây là cái loại này nè. Gì Canon 33300 hay gì đó. Tự nhiên nay lòi ra quá trời luôn. Không biết phải không? Không biết phải Canon không? Những cái loại này chạy chân đét, chạy rất là ngon. Chạy trực tiếp. Ôm rất là nhiều. Hay là cái loại này ta? Hình như cái này nè. Cái này mới là Canon 3300 à. Còn cái này thì nó không phải. Cái này thì như không phải. Như cái này. Bữa nay thì lòi ra rất là nhiều luôn. Đó, nó đơn giản lắm. VCC cấp dương nè. Chân đét nối với FG chạy trực tiếp nè. ZD cấp âm nè, hết. Đơn giản luôn. Chạy mạch PWM thì điều chỉnh trên mạch luôn. Còn mấy cái Shinano Kenshi. Cái dòng hai dòng này 18W thì phổ biến, chế quạt ngon. Còn 20W thì không hiểu sao chế quạt thì nó không ngon bằng, mặc dù nó mạnh hơn rất là nhiều. Không hiểu. Mình cũng bán chế quạt rồi nha. À không phải không ngon bằng mà đều nói chạy hình như áp áp cao hay sao. Chạy 24V. Cái này cũng chạy rất là ngon, mình chưa bán chừng nào khi nào cả. Mình chưa có đăng lên bán, chỉ test chạy ngon thôi. Cái này chạy rất là ngon nè, cốt 8. Mình định tự nhiên bây giờ soạn ra thấy cái cảm giác ngày xưa đem về chế quạt á, nó trỗi dậy. Giờ thì mình chuyển qua sạc vô, đa phần sạc vô. Và hai bạn này thì chuẩn bị lên máy, đặt máy. Những máy mình ráp á. Đây có không gian hơn. Còn cái loại này thì Đào Anh Trọng đang tìm rất là nhiều. Cái này mình ôm khoảng tầm 300 cái. 300 cái. Cũng không biết làm gì luôn nhưng mà ôm như vậy đó. Cứ nhân lên một cái là khi mình mua một cái hình như 20 cái hay sao á. 20 cái nhân 300 cái thì 6 triệu. Ôm quá trời ôm. Cái này là phần nhỏ thôi nha. Ở bên nhà mình còn một bao lớn á, bao thật là lớn như vậy nè. Cao. Còn đây là những cái lộn xộn. Những cái lộn xộn cái gì cũng có hết. Cái này chế quạt hơi nước rất là ok. Quá khỏe. Còn cái này bị bể mạch nhưng mà bỏ thì tiếc. Tại vì nó tận 5-7W.
để chế lại, bỏ thì tiếp. Ở đây là cái đống lộn xộn. Cái này thì ngày xưa mình có làm một cái mạch này nè, mình làm mình bán. Cái này chạy tua rất là cao luôn á, tua lên khoảng 8.000 nè. Làm một cái mạch bán cho một cái anh kia, ảnh chế máy mài, ảnh xuất đi nước ngoài, kỷ niệm với nó còn lại. Rồi những cái này chạy rất là ngon xong nè, nhưng mà cũng ít người xài. Nó 12W nhưng mà chạy rất là ngon luôn. Những cái nào mà có con tụ to nè, có con IC nè, chạy ngon lắm. Quá nhiều đồ luôn, tự nhiên cảm giác chế quạt dân chào. Còn cái này thì chạy quá khỏe. Mấy cái lạ lạ này mình ôm hết, cứ đem về chơi. Cái này chạy SC của Flycam hôm qua mình đưa lên đó, chạy rất ngon nha. Cái này 33W, lạ quắc luôn, lấy về chơi. Ok, giới thiệu sơ sơ thôi, bạn nào cần gì báo nha. Okay, go.